Chủ chiếc xe Hyundai Santa Fe không đồng tình với cách sửa của hãng khi xe bị giã máy, để sửa sau 8 tháng sử dụng, thay vào đó anh muốn bảo hành, thay máy mới. Hoàng Xuân Toàn, Quảng Ninh mua xe Hyundai Santa Fe vào tháng 4 năm 2022, đến cuối năm, xe gặp sự cố khi đang chạy trên đường cao tốc. Xe đang chạy khoảng 90 km/h thì động cơ bị ghìm lại, chỉ có thể di chuyển tối đa 50-60 km/h, đèn báo check lỗi động cơ và đèn áp suất dầu hiện lên, Toàn kể. Sau khi xảy ra lỗi, anh gọi cho hãng để thông báo tình hình. Theo lời của tư vấn viên, Toàn đưa xe tới đại lý chính hãng Hyundai Quảng Ninh để kiểm tra và sửa chữa. Các kỹ thuật viên của đại lý đã bổ máy, giã máy tháo rời các chi tiết trong động cơ để kiểm tra và đưa ra kết luận động cơ bị hư hỏng nặng nhiều chi tiết. Cụ thể, bạc trục khuỷu xước, căn dọc trục khuỷu xước, bạc thanh truyền 1-2-3 xước và bó cháy, xi lanh 1-2-3 xước, piston 1-2-3 xước, trong dầu máy có nhiều mặt sắt và hàng loạt các lỗi nhỏ khác liên quan đến động cơ. Cả chủ xe và đại lý đều xác nhận không có dấu hiệu va chạm, do ngoại lực khu vực động cơ cũng không có dấu hiệu tháo lắp máy, lượng dầu và nước làm mát đầy đủ. Vì xe còn trong thời hạn bảo hành, Hyundai Quảng Ninh đưa ra giải pháp thay thế miễn phí các linh kiện bị ảnh hưởng trong máy, bao gồm đệm kim phun, lõi lọc nhớt, bơm dầu máy, bộ gioăng đại tu máy, lốc máy, trục cơ, bộ bạc tay biên, bộ bạc căn trục cơ, bộ bạc trục cơ, tay biên, piston máy. Anh Toàn không đồng ý với phương án này, bởi cho rằng việc bổ máy ra để thay thế, sửa chữa khiến động cơ không thể hoạt động ổn định, như một chiếc máy lành lặn từ nhà sản xuất. Toàn yêu cầu được bảo hành bằng cách thay máy mới, nhưng phía đại lý không đồng tình với phương án này. Xe tôi mới đi được 8 tháng thì hỏng, nên tôi thất vọng về chất lượng cũng như cách đại lý giải quyết. Tôi không chấp nhận một chiếc xe có thời hạn bảo hành 3 năm, mới đi nhưng lại hỏng nhiều đến thế, mà lỗi không phải từ chủ xe, Toàn cho biết. Sau gần nửa năm, hai bên chưa thống nhất được phương án xử lý. Toàn đã nộp văn bản trình báo sự việc đến Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Quảng Ninh và Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời đơn kiện của anh đã được Tòa án thành phố Cẩm Phả tiếp nhận. Phía tòa án chưa có phản hồi. Trả lời về cách đại lý đưa ra phương án thay thế từng chi tiết hư hỏng, Hyundai Thành Công cho biết đây là cách thực hiện đúng theo chính sách bảo hành, sửa chữa của hãng áp dụng trên toàn quốc, nên không phải lúc nào máy hư hỏng sẽ được thay mới, mà phải qua khâu đánh giá nhằm đưa ra phương án hợp lý nhất cho cả đôi bên. Hãng xe Hàn khẳng định việc sửa chữa thực hiện tại đại lý ủy quyền đều tuân theo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất cũng như Hyundai toàn cầu. Xe sau thay thế các chi tiết sẽ được khôi phục lại tính năng, khả năng vận hành của sản phẩm theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được ban hành, đồng nghĩa với việc xe sau sửa chữa vẫn có khả năng vận hành như khi chưa hư hỏng. Ngoài ra, đại lý cũng gia tăng thời gian bảo hành với phần động cơ được sửa chữa của anh Toàn thêm 20.000 km hoặc 1 năm. Tùy điều kiện nào đến trước, bên cạnh gói bảo hành nguyên bản của xe. Hiện nay, hầu hết các hãng không thay thế ngay động cơ cho khách, nếu có những hư hỏng trong máy khi xe còn thời hạn bảo hành, mà sẽ sửa chữa hoặc thay các linh kiện cụ thể. Cách làm này xuất phát từ lý do chi phí, chỉ khi việc thay thế nhiều chi tiết còn đắt hơn, thay mới động cơ thì đại lý mới thay động cơ,